Lễ tưởng niệm tài tử Từ Thiếu Cường và vợ kém 31 tuổi diễn ra cùng ngày. Tài tử Trung Quốc Từ Thiếu Cường, 74 tuổi qua đời vào đầu tháng 9, một tuần sau đó, trong lúc lo hậu sự cho chồng, vợ của ông, kém ông 31 tuổi, cũng mất sau một cơn đau tim. Ngày 29 tháng 9, năm người con của tài tử Từ Thiếu Cường thông báo trên trang cá nhân, lễ tưởng niệm của bố họ và bà Mạnh Vũ Hiên, vợ hiện tại của tài tử họ Từ sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ ở Hồng Kông, Trung Quốc vào ngày mùng 5 tháng 10 tới theo cáo phó buổi lễ do từ dĩnh khôn từ vĩ đóng hai người con của từ thiếu cường và bạn gái cũ nữ diễn viên tuyết lê lo liệu hai người con của từ thiếu cường và người vợ hiện tại mới 19 tuổi và 13 tuổi nên chưa thể đứng ra lo tang lễ cho bố ngoài bốn người con trên tài tử họ từ con có một người con trai riêng trước lễ tưởng niệm ngày mùng năm tháng 10, lễ viếng tài tử từ thiếu cường và vợ của ông đã diễn ra vào ngày 21 tháng 9 tại chiết giang trung quốc sự kiện có nhiều bạn bè của nam diễn viên tham dự và được tổ chức ngắn gọn theo hk 01 từ Thiếu Cường qua đời vào đầu tháng 9 nhưng phải tới ngày 15 tháng 9, truyền thông Trung Quốc mới đưa tin, ngôi sao nổi tiếng thọ 74 tuổi, ông mất tại nhà riêng ở Bắc Kinh Trung Quốc. Đáng tiếc, vợ nam diễn viên cũng qua đời vì bệnh tim, một thời gian ngắn sau khi chồng mất, vợ của Từ Thiếu Cường mới 43 tuổi, bà Mạnh Vũ Hiên là một vũ công người Trung Quốc, kém chồng 31 tuổi, hai người kết hôn vào năm 2005 và có hai con chung. Trước khi mất, cặp đôi có cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Từ Thiếu Cường sinh năm 1950 gia nhập làng giải trí xứ Hương Cảng vào năm 1972. Lúc đầu, ông chỉ là một người chuyên đóng thế những cảnh quay nguy hiểm cho diễn viên chính. Sau đó, ông bắt đầu lọt vào mắt xanh của các đạo diễn và tham gia nhiều dự án nổi tiếng. Từ thiếu cường sở hữu ngoại hình đẹp, gương mặt điển trai cùng lối diễn xuất đa dạng. Trong suốt sự nghiệp của mình, Từ Thiếu Cường tham gia hơn 100 bộ phim, đảm nhận từ vai chính diện đến phản diện. Trong các vai diễn của Từ Thiếu Cường, nhân vật triển chiêu ở Thất Hiệp Ngũ Nghĩa, 1976 triệu vô cực trong bộ phim võ trạng nguyên tố khất nhi của châu tinh chỉ được xem là nổi tiếng nhất các bộ phim gắn với tên tuổi của ông còn phải kể tới hiệp khách hành đại quản gia tinh võ trần chân võ đăng hai thần điêu đại hiệp 1998, thiên long bát bộ thiên sơn đồng lão đại tiếu ngạo giang hồ địch nhân kiệt 2022. ngoài 60 tuổi ông vẫn hoạt động nghệ thuật chăm chỉ tích cực đóng phim dù sức khỏe có phần xa sút thời điểm qua đời thiếu cường còn 6 dự án đã hoàn tất nhưng chưa có lịch lên sóng ngoài sự nghiệp rực rỡ từ thiếu cương còn nổi tiếng đào hoa ông trải qua hai cuộc hôn nhân chính thức và những mối tình ngắn trong đó cuộc tình ồn ào nhất của tài tử họ từ là với nữ diễn viên tuyết lê bà từng đóng vai lý mạc sầu trong thần điêu đại hiệp họ chung sống có hai con chung nhưng không kết hôn trong nhiều năm hai con của từ thiếu cương và tuyết lê chủ yếu sống với mẹ cả hai ít nhận được sự yêu thương chăm sóc của bố khi hay tin từ thiếu cường qua đời các con riêng của ông đều chia sẻ một số hình ảnh kỷ niệm bên cha dĩnh khôn con gái của từ thiếu cường và tuyết lê tiết lộ cô lưu tên bố trong danh bạ điện thoại là đại hiệp bố. Khoảng 1.000 ngôi sao Hollywood từng dự tiệc cùng ông chùm Gigi. Trong 15 năm qua, hơn một nửa Hollywood dự các bữa tiệc trắng của ông chùm Gigi. Họ là những diễn viên, ca sĩ, người mẫu, người có ảnh hưởng của làng giải trí thế giới. Giữa thời điểm sincom, nghệ danh Gigi bị bắt vì vướng loạt cáo buộc liên quan tới buôn bán tình dục, bạo lực, cưỡng hiếp những bữa tiệc trắng do chính ông chùm nhạc rap tổ chức trong quá khứ liên tục được nhắc lại những bữa tiệc này được mô tả xa hoa hào nhoáng đẳng cấp với gam màu trắng tinh khôi làm chủ đạo cg từng mô tả bữa tiệc trắng của mình là nơi phá vỡ rào cản chủng tộc phá vỡ rào cản thế hệ theo tờ pet từ năm 1998 đến năm 2009, hơn 1.000 nghệ sĩ tại Hollywood đã đến dự các bữa tiệc của Gigi. Danh sách ngôi sao nổi tiếng từng xuất hiện tại các bữa tiệc của nam rapper có thể kể đến Paris Hilton, Dick Carter, Kim Kardashian. Khloe Kardashian, Jay-Z, Leonardo DiCaprio, Maria Carey, Beyoncé, Hal Stern, Kelly Ono, Beth Ochoa, Kim Potter, Tommy Lee, Ashley Olsen, Rachel Zoe, Nicole Chezy, Nick Cannon, Aston Kutcher, Demi Moore, Melby và Stephen Kim Kimora Simmons, Russell Simmons, Nathan Acock, Damon Dadd, Alia, Jennifer Lopez, Lisa Jane, Billy Jane, Victor Matthews, Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker, Andre Hellroth. Thời điểm đó, được tham dự các bữa tiệc của Gigi là niềm vui với các diễn viên, ca sĩ, người mẫu và rất nhiều người nổi tiếng. Các bữa tiệc của Gigi từng được xem như địa điểm gặp gỡ những nhân vật tiếng tăm trong ngành âm nhạc, giải trí của giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, những nghệ sĩ tham gia các bữa tiệc trắng của Gigi không đồng nghĩa với việc họ liên quan đến những bê bối của nam rapper. Việc xuất hiện trong những bức ảnh tiệc tùng của Gigi đang ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc sống của các nghệ sĩ. Đến hiện tại, cơ quan chức năng chưa công bố bằng chứng cho thấy bất kỳ người nổi tiếng nào tham gia vào các vụ việc sử dụng ma túy hay có hành vi tấn công, lạm dụng tình dục khi tham dự các sự kiện do Gigi tổ chức. Bên trong các bữa tiệc riêng tư của ông trùm Gigi tới hiện tại, những thông tin đến các bữa tiệc của Gigi phần lớn do các nghệ sĩ từng có mặt tham dự tiết lộ. U Sơ, một người anh em thân thiết của Gigi, từng hái lộ trong chương trình Radio The House of Stern Show vào năm 2016. Tôi đến để xem lối sông đó ra làm sao, và tôi thấy rõ nhưng tôi không biết liệu mình có thể đắm chìm và thấu hiểu được những thứ tôi đang nhìn thấy trước mắt hay không. Khá là hoang dại và điên rồ. Khi được hỏi liệu có cho phép các con tham gia các bữa tiệc của Gigi hay không, Usher mạnh mẽ tuyên bố, không bao giờ. Usher hiện phải khóa trang cá nhân trước làn sóng tẩy chay ông trùm nhạc rap trên khắp thế giới. Gigi là đàn anh thân thiết và có công dẫn dắt Usher đi đến thành công. Sau khi bê bối của ông trùm hip hop được công bố, Usher không lên tiếng bình luận. Rapper nổi tiếng 50 Cent cũng từng nói về các bữa tiệc tại gia của Gigi hồi tháng 7 hai tháng trước khi ông trùm nhạc rap bị bắt, tôi từng công khai cảnh báo mọi người đừng đến những bữa tiệc của Gigi và làm những việc như vậy. Tôi từng cố tránh xa thứ kinh tầm đó suốt nhiều năm trời, chỉ cần có chút liên quan thôi cũng thấy khó chịu. Gigi từng ngỏ lời đưa tôi đi mua sắm, tôi tự nhủ, lời mời gì mà kỳ vậy, đây là kiểu mời gọi thương thấy từ một người đàn ông dành cho phụ nữ. Tôi đã nói với anh, không nhé, tôi không thích dính vào nguồn năng lượng kỳ quái và những chuyện kỳ dị đó, rồi tôi tự tách mình ra khỏi Gigi, từ đó, tôi cũng dần cảm thấy không được thoải mái khi tiếp xúc với hắn. Ló E. em gái của Kim Kardashian từng bóng gió về việc chứng kiến cảnh khỏa thân tại một bữa tiệc của Gigi. Cô từng chia sẻ trong một tập Keeping Up With The Kardashians, tôi đã dành cuối tuần với nhóm bạn, gồm Gigi, Quincy Kong, Justin Bieber và Brent Montana. Tôi nghĩ một nửa người tham dự tiệc đều để ngược trần. Khác với rapper 50 Cent, Ló E. Jay nói với tờ News Nation vào tháng 9, anh và hầu hết đồng nghiệp đều sốc về vụ bắt giữ ông trùm. Bạn trai của Kim Kardashian khẳng định có tham dự một số bữa tiệc của Gigi nhưng chưa bao giờ nhìn thấy những thứ đang được bàn luận, chưa bao giờ vào những căn phòng kín hay biết về sự tồn tại của chúng. Kendra Gilkinson, bạn gái cũ của ông trùm Playboy quá cố Hugh Hefner, kể trên chương trình phát thanh kỳ lệ Jackie O vào tháng 9, cô từng đến một hoặc hai bữa tiệc của Gigi. Cô khẳng định, tôi đã có một thời thanh xuân tuyệt vời, tôi thực sự chẳng thấy gì. Theo tôi, tình dục vẫn là tình dục. Tôi muốn nói rằng không có điều gì tồi tệ từng xảy ra với tôi. Sama Fonseca một phóng viên ảnh giải trí của Mỹ, tình cờ có mặt trong bữa tiệc tại biệt thự trong khu dân cư Bel Air, Los Angeles, Mỹ của Gigi. Cô kể với The New York Post, bầu không khí bữa tiệc thay đổi khi trời về tối. Nó không giống như lễ trao giải Oscar, nơi mọi người nhận giải thưởng. Nó chỉ để vui thôi. Nó không phải là một bữa tiệc Hollywood điển hình. Khi trời trở nên tối hơn, mọi người trở nên nhạy cảm hơn. Có những người hôn nhau, ví dụ Chris Brown đang hôn Amber Ambrose, nữ phóng viên Salma Fonseca nhớ lại. Bản thân Gigi từng nói về những bữa tiệc riêng tư của mình trong chương trình phỏng vấn Entertainment Tonight vào năm 1999. Họ có thể bắt giữ tôi, làm đủ trò điên rồ chỉ vì chúng tôi muốn có khoảng thời gian vui vẻ. Trong phiên xử tại Tòa án Liên bang ở Lower Manhattan, Mỹ hồi đầu tháng 9, các công tố viên phát họa Gigi là kẻ săn mồi tình dục xảo quyệt, tìm cách biến đế chế kinh doanh đang ngành thành một doanh nghiệp tội phạm. Cáo trạng 14 trang được công bố tại Tòa Gigi, Gigi lạm dụng, đe dọa và ép buộc phụ nữ cùng những người khác nhằm thỏa mãn ham muốn tình dục bảo vệ danh tiếng và che giấu hành vi trong nhiều thập kỷ. Tập tài liệu nêu một số vật dụng được tìm thấy trong biệt thự của Gigi hồi tháng 3, của ma túy, súng, hơn 1.000 chai dầu trẻ em dùng tích lớn. Ngôi sao 54 tuổi hiện bị giam ở trung tâm giam giữ Metropolitan của thành phố New York, Mỹ. Ông chủ nhạc rap bị từ chối tại ngoại dù sẵn sàng chi ra 50 triệu đô la. Thẩm phán Andrew L. Carter cho rằng, việc để Gigi tại ngoại vào lúc này có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng và ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của vụ án. Ngoài ra, thẩm phán cũng nhận định rằng việc để GG ngồi tù có thể ngăn nghi phạm đe dọa hoặc làm hại các nhân chứng của vụ án. Nếu bị kết tội, J có thể đối mặt mức án tối thiểu 15 năm tù, nặng là trung thân. Xin nghệ danh là GG thành lập hãng thu âm Bad Boy vào năm 1993, góp phần đưa âm nhạc hip hop trở nên nổi tiếng toàn cầu. Nam rapper có nhiều nghệ danh khác như pap Daddy và PGG, từng ký hợp đồng và hợp tác sản xuất âm nhạc với các tên tuổi như Usher, Lil Kim, TLC, Maria Carey và Boy II Men nam rapper 54 tuổi từng đoạt 3 giải Grammy và có ảnh hưởng lớn với âm nhạc thế giới. Trong nhiều năm, ZZ tích lũy được khối tài sản lớn, đặc biệt là nhờ vào kinh doanh rượu. Theo Fox, tài sản dòng của ZZ đạt khoảng 1 tỷ đô la vào năm 2022.